Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhà máy A29 quân chủng phòng không không quân, Đảng ủy chính quyền xã Gia Tân 1 tổ chức trao nhà tình nghĩa quân dân năm 2023 cho hộ Nguyễn Thanh Lưỡng 72 tuổi ngụ tại ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1. Căn nhà có diện tích 63,25 m², loại nhà cấp 4, tường xây gạch, trần thạch cao, nền lát gạch bông, mái lợp tôn, trị giá 140 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự huyện vận động nhà máy A29, quân chủng phòng không không quân đóng góp 80 triệu đồng, gia đình đóng góp số tiền 60 triệu đồng.